và hỏi mình chống vào những là hỏi mình chống không kiểu đâu hỏi ai kiểu đâu hỏi ai ơ hay tiếng Việt mình có chủng ngữ vị ngữ mà sao lại các bạn vì sao mình không đánh đá hả? Tôi nói chuyện mọi người tôi dùng chủng ngữ vị ngữ tôi cũng gọi là tí gọi là kính ngữ mà sao lại thế nhỉ sao lại vào hỏi trong không nhỉ không được như thế nhá. Cô gái lý tưởng của anh ấy. Con gái nhìn con gái bây giờ con gái trông như nào? Bây giờ không biết bây giờ tôi quên con gái trông như nào rồi. Không yêu đương gì cả. Lâu lắm rồi không biết cái mùi nó như nào. Mùi tình yêu. Ừ. À, yêu mọi người, tình yêu đến dành cho fan, tình yêu dành cho Ocean nó khác chứ. Mọi người đang hỏi con gái lý tưởng cơ mà. Lại thế rồi. Không yêu sao sáng tác được ấy. Thì anh đã từng yêu. Những chất liệu ấy là những chất liệu có sẵn ở trong quá khứ. Hoặc là xem phim, hoặc là từ những câu chuyện người khác kể lại. Tốt nhất thì vẫn là chính mình trải nghiệm. Đấy là mấy là chất liệu nó là keep it real. Nó là real. Còn gì hai chữ đã từng đúng không? Mỗi bạn gái lý tưởng là chị Kiều. Thực ra thì ok. Chắc là trước đây thôi, bởi vì bây giờ chị Kiều vào tham gia anh trai C2 thì đâu còn chị Kiều nữa. Năm nay mọi người sẽ được chứng kiến một anh Thanh Pháp, anh trai Thanh Pháp đang hôm trước bảo tặng cho Kiều cái mũ, mà thực ra là lâu quá rồi không gặp nhau, xong rồi kiểu thành ra cái câu chuyện nó bị dài, nó bị đi xa quá, thì nên có cái mũ mà thành nó bị nghiêm trọng ấy. Thế để hẹn gặp nhau sớm, hẹn gặp lại con vợ sớm để tặng con vợ cái mũ gái, cái nón gái. Anh có bao nhiêu mối tình? Mối tình ít em. Bao lâu không gặp ấy? Cũng lâu rồi đấy. Cũng phải không, vẫn nói chuyện. Anh Kiều vẫn gọi điện nói chuyện, nhắn tin nói chuyện. Mà chắc phải cả tháng không gặp chứ hả? Chắc là đâu đấy.